Chihuahua. Vô lấy đi. Vô lấy giùm anh đi. Hổm chưa chín. Vô, vô lấy đi. Gỗ ngọt ha. Thôi em đi lấy gỗ em đựng. Ngon chứ. Có chừng vậy hả vô? Chừng nghe rồi. Đất nghe nó vô. It's đất. Quát nha. Con này con gì? Quạt quạt hả? Con vịt. Nói đi con. Con vịt. Con vịt tiếng Anh nói làm sao? Con vịt tiếng Anh nói sao con? Này là mận Hà Nội nè. Thì Plum là mận Hà Nội đó. Nhiều lần. Ai đi bạc liêu nè, cô gái miền Tây nè. Đó, cô gái miền Tây đi chèo cây hái nè. Lâm là trái gì vậy? Ở đó nó mọc cao lên mà sao giờ nó tè bè ra chứ ha. Hôm nay anh về. Ở đó nó mọc cao lên mà. Nhiều thay đổi. Giờ sao nó sạc ra, nó sạc ra. Thân thân con đường mới đẹp mời anh đến thăm. Mẹ giống con nhỏ này nè. Con đòi thả nó nè. Ở dưới mà con mở cửa ra nó làm gì không biết. Nó đang làm gì không biết mà nó nghe con lại mở cửa là nó buông xuống nó chạy riết kìa. Biết cả cửa đi ra đi ra hả? Hồi nãy của ông mở sẵn rồi già không giữ ngồi chảnh hái ăn luôn chảnh à. Ồ ôi nè thấy mê không. Ồ ôi bữa nay về nhà bà nội nư hái trái lùm bạn Hà Nội. Con khỉ đang leo trên đó vừa hái vừa ăn. Jenny đang đi bắt dịch. Ồ Jenny bắt dịch kìa. Rồi nó sợ dịch ăn. Con nó mọn dịch rồi. Cha này ba nó đem sáu dịch thì về nó ra chuồng nó nhốt quậy. Dòng sông nhớ anh chẳng buồn trôi. Vẫn xa trên đầu. Gà trùng hay wow. Ai đi bạc liêu về ngang sông trắng. Qua thăm hồng dân chớ quên ngàn dừa. Xuống theo nước lớn dưới trăng mà nghe mà nghe. Đưa đây vô lấy cái khác ra.